trống khi mà mình ráp xong ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ canh chỉnh nó lại những vị trí nào cho nó đẹp nhất có thể ha các bạn ha. Giờ chúng ta sẽ canh chỉnh và cho nó vào cái thế của chúng ta khi chúng ta đánh, sau đó cho nó thuận tiện nhất có thể. Đây là cái tư thế mà khi mà Tài ráp xong một bộ trống như thế này ha. Nếu mà các bạn có những cái tư thế ráp trống nào đẹp hơn thì ráp và review up lên trên YouTube cho mọi người cùng học hỏi nha các bạn ha. Nếu như các bạn có thấy hình giống mà Tài ráp như vậy có đẹp thì các bạn comment qua like và tim cho Tài nha. Rồi những anh em nào đó có những kiểu ráp trống nào đó thì cùng ráp và cùng quay lại video và chúng ta cùng up lên trên YouTube hoặc là trên Facebook ha các bạn ơi. Chúng ta cùng học hỏi những cách ráp trống những tư thế đẹp nhất có thể khi chúng ta bước vào ngồi một bộ trống để chúng ta đánh hơn các bạn thôi, làm sao cho chúng ta dễ đánh nhất. Và clip của Tài tới đây xin hết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.